cặp máy này như tôi nhớ ở Gò Đắc, Kiên Lương, Minh Lương mình phải không? Tại một lần quay ở Gò Đắc, hình như nhớ ông chạy thấy quen quen á, hình như ông chạy ra chủ máy luôn đó phải không? Cấp đó các bạn. Thấy bên kia cấp xin thôi.
kéo dĩa cầu lên luôn các bạn ạ. Hết hồn cái dĩ các bạn, dĩ này cỡ 4-5 mét ha các bạn, dài ghê luôn, dài gì mới bắt qua cái mương này nổi các bạn. Anh em xuống nha, chắc khiêng dĩ cầu lên đó các bạn ơi. Dĩ cầu này cũng 6-7 người chứ 2-3 người chứ không nổi, nặng lắm. Căng ha. Bắt cương tôm là vậy nè các bạn. Tôm đổ xuống xuống nè các bạn, 4 người, mình nghĩ là 4 người chiên nổi à, quá mạnh luôn, rồi dĩ bây giờ nó mỏng các bạn, 4 người chiên nổi. Hết hồn gặp cầu hả các bạn ha, 6-7 mét thôi.